hàng loạt các vụ án tội phạm từ bé tới lớn, từ dân sự cho tới đặc biệt nghiêm trọng xuyên suốt trong một hồ sơ tội phạm. Một tên cầm đầu không chỉ một mà còn là cả liên minh các nghiệp đoàn tội phạm, bang đảng xã hội đen trong thế giới ngầm nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 20 và vẫn còn rõ nét tính thời sự cũng như nói lên đầy đủ bản chất của tội phạm cho tới tận ngày nay. Một tên mafia Ý theo kiểu Mỹ, khét tiếng với vô số vỏ bọc và mưu kế đủ loại, luôn cố gắng đạt được mục đích bằng mọi cái giá, cho dù có tội lỗi hay ác độc đến đâu. Một kiếp người khép lại với dấu chấm hết không nằm ở bản án cuối cùng của tòa án. Tiếp nối phần 2, sự phản chất của Dean O'Bannon rồi sẽ tiếp tục đi đến đâu? Hắn ta có thành công trong việc tống tiến Charlie Tauriel vào sau song sắt hay sẽ nhận về cái kết đắng với sự phẫn nộ từ Chicago Alfred cũng như Al Capone? Trong bối cảnh lực lượng cảnh sát đã để mắt đến Al cùng với những hoạt động phi pháp của hắn thông qua sự bọc mẽ của Robert St. John cùng với hàng loạt các biến cố ở Cicero, thì con đường phạm pháp của Al và Johnny sẽ tiếp tục diễn biến ra sao? Ngày trả giá của Al Capone với đôi bàn tay nhuốm đầy tội lỗi sẽ như thế nào? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Quá tàm bà bận. Sau vụ việc bị Dean O'Bannon chơi sau lưng ở nhà máy bia Seven, Charlie Tauriel cũng cố gắng nói chuyện với hắn để đòi lại số tiền đã mua cổ phần. Thế nhưng Dean chối bay chối biến rằng không hề hay biết trước vụ việc, ai đen thì người ấy chịu. Ngậm ngùi để mất số tiền tương đương với khoảng 6,9 triệu đô vào năm 2021, có thể sẽ phải đối diện với án phạt tù, Charlie Tauriel vẫn hết sức bình tĩnh, sẵn sàng bỏ qua để lựa chọn hòa bình trong thế giới ngầm ở Chicago. Quay trở lại với anh em nhà Ken nào. Sau hàng loạt các vụ bị cướp hàng ở khu vực phía bắc Chicago được tổ chức bởi Dean O'Bannon đã đẩy cả 6 anh em nhà này đến giới hạn. Tuy nhiên cái khó bó cái khôn, vấn đề là nằm ở chỗ anh em nhà Kenna có xuất thân từ Sicilia, vốn là một vùng hành chính tự trị, đồng thời là vùng có tổng diện tích tự nhiên lớn nhất nước Ý, nằm ở trung tâm Địa Trung Hải. Do đó, bằng nhóm những anh em nhà Kenna không thể không trung thành với Uniguan Sicilian, một tổ chức bình phong cho hoạt động mafia của những kẻ nhập cư Mỹ đến từ Sicilia với danh nghĩa là tổ chức xã hội. Trong khi phía Johnny và Al không thực sự ra tay mà chỉ đơn thuần là không xử lý, anh em nhà Kenna quay ra cầu cứu chủ tịch Uniguan Sicilian chi nhánh Chicago là Mike Miller. Tuy nhiên thì bản thân Mike lại là một người không ưa gây hấn, hơn nữa đối thủ lại là Dean O'Bannon cùng với Northside Gang, một nửa thế giới ngầm của Chicago. Do đó cái tên chủ tịch này đã lựa chọn cách im lặng, từ chối lời đề nghị đến từ phía nhà anh em Genna. Và điều này thì gián tiếp tạo ra áp lực lên Al Capone, đồng thời cũng ngăn cản Chicago Alfred ra tay bằng bất cứ giá nào đối với Dean O'Bannon cùng Northside Gang. Bẵng đi, đến ngày 3 tháng 11 năm 1924, trong một cuộc kiểm đếm lợi nhuận của Sumter Chef ở Cicero với sự có mặt của đầy đủ các bên, Al Capone, Dean O'Bannon, anh em nhà Kenna, Frank Nerdy và Frank Real. Ngay tại đây, Dean đã đập bàn, qua lên cho rằng anh em nhà Kenna phải chịu trách nhiệm về khoản nợ mà họ ghi sổ tại song này, từ đó ảnh hưởng đến dòng tiền của song và giảm trực tiếp vào số lợi nhuận mà đáng lẽ ra hắn ta nhận được. Nhận thấy không khí căng thẳng, đích thân Al Capone đã cho rằng nên bình tĩnh để giải quyết và tất cả đều đồng ý. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, ở phía sau lưng, Dean đã âm thầm gọi điện cho anh em nhà Genna, đe dọa rằng nếu như không trả nợ cho Sondership, hắn ta sẽ xóa sổ cả băng. Cái cú là thế, nhưng mà vì Mike Miller cũng như Uniwan Sicilian chi nhánh Chicago đã từ chối giải quyết, do đó anh em nhà Genna không thể làm được gì khác ngoài việc ngậm bỏ hòn làm ngọt. Thế nhưng một sự kiện đã thay đổi tất cả. Vào ngày 8 tháng 11 năm 1924, Mike Miller qua đời vì ung thư giai đoạn cuối. Và điều này cũng có nghĩa anh em nhà Kenna cũng như Chicago Alfred có đủ điều kiện mặc sức muốn làm gì Dean O'Bannon thì làm. Sự tham gia của Chicago Alfred và trực tiếp lên kế hoạch khởi Dean do chính Al Capone thực hiện là bởi: thứ nhất, quá tàm bạo bệnh. Đây đã là lần thứ 3 Dean O'Bannon không biết được vị trí của mình, mặc sức làm càn. Và điều thứ hai, ngay trước mặt Al Capone mà hắn ta còn dám nhục mạ thẳng thừng băng nhóm những anh em nhà Kenna, không khác nào để cho Chicago Alfred cũng như Al Capone dưới mông của mình. Chính vì thế, một bản kế hoạch thanh toán Dean O'Bannon tỉ mỉ đã được vạch ra. Ngay sau khi mà Mike Merlo ra đi mãi mãi, dưới danh nghĩa đám tang của chủ tịch Uniguan Sicilian chi nhánh Chicago, bằng xã hội đen Brooklyn cầm đầu bởi Frankie Yale đã nhanh chóng có mặt ở Chicago để đưa tiễn Mike Merlo. Và như là một động tác thăm hỏi rất bình thường trong giới xã hội đen với nhau,
đặc biệt là Jane O'Banion lại cầm đầu Northside Gang đang dưới trướng của Chicago Outfit. Nên vào ngày 10 tháng 11 năm 1924, Frankie Yale đã đến thăm cửa hàng hoa của Jane, bởi vì đây là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho lễ tang của các thành viên xã hội đen ở Chicago. Đi cùng với Frankie Yale khi đó còn có hai tay chuyên tỉa khét tiếng thuộc vào hàng ngũ bí mật chuyên nghiệp của bang Ghana là John Skiles và Albert Anselmi. Vừa gặp và chào hỏi, Frankie đưa tay ra bắt. Chính bản thân Dale O'Brien cũng không thể ngờ rằng cái bắt tay ấy sẽ vĩnh viễn lấy đi sinh mạng của hắn. Tay nắm tay, Frankie siết chặt không cho Dale cơ hội rút tay lại. Và cũng lúc này, John và Albert khi đó bước sang hai bên, trên tay của mỗi tên lòi ra họng của một con chó lửa. Đoàn, đoàn. Hai phát vào ngực, hai phát vào cổ họng. Dale O'Brien ngã sấp ngay lập tức. Và dường như để chắc chắn hơn nữa, những tay máu lạnh này trước khi bỏ đi còn bồi thêm một nhát nữa vào sau gáy Dale, khiến cho hắn ta không còn có bất cứ cơ hội nào để thở nữa. Nhìn thấy Frankie trở về, Al Capone biết rằng mọi chuyện đã được xong xuôi đúng như kế hoạch. Thế nhưng hắn ta lại không biết và không tính đến một điều, ngay vào thời khắc đặt những dòng suy nghĩ đầu tiên về việc làm thế nào để khử Dale thì đó cũng là lúc ngòi nổ cho một cuộc chiến đã bắt đầu được châm. Dạ. Ngay trong cái đám tang xa xỉ, tráng lệ và phủ tới hàng trăm loài hoa khác nhau của Jane O'Brien, trùm xã hội đen khu vực phía bắc Chicago, với chiếc áo quan có bốn mặt chạm bạc tinh xảo, cùng với hàng chục ngàn người đến đưa tiễn, 5.000 người tham gia hạ huyệt và sự xuất hiện của cảnh sát làm nhiệm vụ hộ tống, Hemi Wise và Bugs Moran đã âm thầm cùng nhau dựng lên kế hoạch sẽ làm bất cứ điều gì, trả bất cứ cái giá nào, chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là trả thù bằng được cho Jane. Mặc dù vốn là vẫn cùng thuộc với Northside Gang và trực tiếp dưới quyền Dean, thế nhưng từ khi liên kết với Chicago Outfit, Hemi Wise cùng với Buck Moran lại được phân chia lãnh thổ riêng biệt để tổ chức hoạt động kinh doanh phi pháp trong tổng thể mạng lưới ngầm ở Chicago. Sau khi Dean ra đi, Johnny cùng với Al Capone đứng lên thiết lập một trật tự mới trên địa bàn Chicago, khiến cho cả hai chạm tới đỉnh cao lợi nhuận, dẫn đầu trong bất cứ hoạt động phạm pháp nào ở Chicago. Và cũng có nghĩa Hemi Wise và Buck Moran tiếp tục bị tách ra. Thế nhưng bằng đó là chưa đủ, hai tên này vẫn lén lút qua lại, bí mật liên minh với nhau để trực tiếp gây ra hàng loạt các sóng gió và gây áp lực lên chóp bù của Chicago Outfit. Mọi sự xung đột và hăm dọa bị đẩy lên mức cao trào, căng thẳng đến mức Johnny phải rời khỏi Chicago tới khu suối nước nóng Arkansas để lánh nạn một thời gian và bảo toàn tính mạng của mình. Còn về phần Al Capone, một mặt hắn ta phải tự lực cánh sinh điều khiển cả một hệ thống tội phạm khổng lồ xuyên suốt tại Chicago, còn một mặt thì phải cố gắng phòng vệ tối đa, giữ mạng sống cho mình trong suốt 2 năm liên tiếp khi mà hắn liên tục trở thành mục tiêu của hàng chục vụ mưu hại bất thành. Al Capone lúc nào cũng cảnh giác. Ngoài lúc ở nhà, hắn ta luôn luôn đem theo mình rất nhiều vệ sĩ, có top đi tiền trạm và hậu tuyến, luôn bố trí hai vệ sĩ hàng đầu ngồi ở hai bên trong xe. Hắn ta luôn đi ra ngoài vào ban đêm, trừ trường hợp bất khả kháng. Thế nhưng bộ ba Hemi Wise, Bugs Moran và Skimmer Droxy vẫn tìm ra được cơ hội hạ thủ với Al. Tháng 1 năm 1925, ba tên này lại một lần nữa tổ chức phục kích. Cho dù tiếp tục bất thành, thế nhưng lần phục kích này cũng đã đủ mãnh liệt khiến cho Al Capone phải trở nên run sợ hơn bao giờ hết. Bẵng đi, 12 ngày sau đó, tức vào ngày 24 tháng 1 năm 1925, Johnny lúc này đã từ Arkansas trở về lại Chicago. Ngày hôm đó, Johnny Torrio đi siêu thị cùng với vợ của mình. Và khi vừa về đến nhà, vừa tới cửa biệt thự tư gia, thì Johnny bước xuống đi phía sau vợ bước vào cổng. Thì ngay lúc này, Wise và Moran đã nấp sẵn trong lùm cây, rồi chúng nhảy ra xả điên loạn vào chiếc ô tô làm cho tên tài xế của Johnny bị thương nặng. Ngay sau loạt khai lửa đầu tiên, hai tên tới từ Northside Gang biết rằng mình đã nhầm. Chúng nhanh chóng thay đổi mục tiêu, nhắm thẳng vào người Johnny mà xả một cách không thương tiếc, khiến cho Johnny Terrier phải ăn cả một rổ kẹo đồng vào cổ, ngực, tay và chân. Rồi đến phát cuối cùng, khi mà Bugs Moran định kết liễu Johnny bằng một phát thẳng vào đầu, thế nhưng con chó lửa của hắn đã hết kẹo, nên hai tên đành ngậm ngùi rụt lui. Vụ thanh toán diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến cho Johnny Terrier phải đấu tranh giữa ranh giới sinh tử. Mệnh hắn lớn, lần này thoát tử nạn. Thế nhưng, đây cũng là giới hạn cuối cùng của Johnny, khiến cho hắn nhận ra rằng Chicago không còn phải là nơi an toàn cho bản thân hắn nữa. Chẳng hay sự tình sau đó như thế nào, thế nhưng với án tù treo sau cái vụ Dean O'Brien chơi khăm ở nhà máy bia Seven vào hồi năm 1924, thì người ta thấy rằng là chỉ sau 4 tuần sau vụ Wise và Moran báo oán,
Cheney đã bị cảnh sát Chicago bắt giam và rồi ăn bản án 9 tháng tù giam từ tòa án. Giới giang hồ Chicago kháo nhau ầm lên rằng Cheney Terrell chấp nhận như thế này chỉ đơn giản là bởi hắn muốn có một nơi an toàn trước khi tính tiếp đường đi những bước tiếp theo. Và cũng đúng thế thật, sau cánh cổng trại giam, hắn ta nhận được sự hậu thuẫn của cảnh sát trưởng Chicago, thế nên quảng giáo từ trên xuống thấp đều cung phụng nghe lời của Cheney Ramrup, đối xử với hắn như là một quý ông. Rồi sau 9 tháng ăn nằm sau song sắt, Cheney đã có quyết định của bản thân mình. Đó là hắn ta không còn muốn tiếp tục cái cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của một tên trùm xã hội đen nữa. Cái hắn muốn bây giờ là sống nốt phần đời còn lại trong yên bình với số tiền mà hắn ta tích lũy được. Và thế là sau khi ra tù, vào cuối năm 1925, Cheney Terrell chuyển hết gia tài và vợ con về lại nước Ý, an phận tuổi già, giao hết sạch sành sanh cơ nghiệp tội phạm lại cho Al Capone, chính thức từ giã cuộc đời gangster Mỹ. Cũng từ đây, với tất cả những gì thối nát nhất của xã hội do Cheney Terrell để lại, quyền lực và vị thế của Al Capone có thể nói chính thức một bước lên tiên, điều hành mọi đường dây tội phạm ở Chicago cũng như tiếp nhận mọi mối quan hệ dây mờ rễ má của Cheney Terrell. Aiello. Cũng chính sự từ nhiệm của Cheney, hay nói cách khác là sự kề vai sát cánh của Cheney Terrell và Capone, đã tiếp tục mang tới rắc rối với những kẻ thù lớn tiếp sau chuyện rắc rối kéo dài từ Gene O'Bannon. Lần này trong một diễn biến từ Uniwan Sicilian, Al trở thành đích ngắm. Sự kiện này cũng đã lột rõ bản chất tư bản, lạnh lùng và khốn nạn, vô cảm của giới tội phạm về lợi ích cá nhân mà sẵn sàng đánh đổi tất cả, cho dù đó có là sinh mệnh của người khác đi chăng nữa. Đó là việc vào tháng 11 năm 1925, Antonio Tony de Scott Lombardo, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1891, xuất thân là một tên cướp. Sau những chuyến đánh hàng, áp tải và bảo kê giao tới tận tay cho Al Capone, thì hắn đã trở thành một đối tác làm ăn của Chicago Outfit. Và cũng không rõ vô tình hay hữu ý mà Antonio được chỉ định làm chủ tịch của Uniwan Sicilian chi nhánh Chicago. Chính sự kiện này đã khiến cho một nhân vật tự đứng ra ứng cử sau sự ra đi của Mike Miller phải xếp xó, và đó là Joe Aiello. Ngoài ra thì sự can thiệp quá sâu từ các thế lực bên ngoài và nội bộ của Uniwan Sicilian càng lúc càng trở thành một vấn đề, biến tổ chức này từ chỗ thuần của người Sicilia nhập cư vào nước Mỹ trở thành một mớ tạp nham, một sân sau nơi quy tụ đủ mọi loại cặn bã. Chính những điều này đã khiến cho Joe Aiello cảm thấy cay cú, tự nảy sinh ra niềm tin mãnh liệt rằng Al Capone sẽ là kẻ phải hứng chịu mọi trách nhiệm. Từ đây, Aiello chính thức ra mặt, tìm kiếm mọi sự trợ giúp, kết bè kết phái, hòng trả thù kẻ đứng đầu Chicago Outfit. Vậy, Joe Aiello là ai? Tại sao hắn ta lại ngông cuồng và mù quáng đến như vậy? Tất cả xuất phát từ mối quan hệ của Joe Aiello và Antonio Lombardo, cũng như xuất thân của Joe. Giuseppe Joe Aiello sinh ngày 27 tháng 9 năm 1890, sinh ra và lớn lên tại Bulgaria, Sicily, Ý, trong một gia đình nghèo khó có tới 9 anh em. Mẹ mất sớm, gia cảnh như vậy thế nên các anh em cùng bố của Joe đều hấp thụ được những cái gọi là đường phố của nước Ý. Tới năm 17 tuổi, hắn ta cùng với gia đình nhập cư vào Mỹ. Ban đầu thì Joe đi làm thuê ở New York, sau đó mới đến định cư tại Chicago. Tại nước Mỹ, với những kinh nghiệm lăn lộn từ nước Ý, gia đình Aiello đã nhanh chóng kiếm được một số tài sản và mở lấy cho mình một chuỗi các doanh nghiệp từ thực phẩm cho tới tạp hóa, hàng khô, trong đó chủ yếu là đồ ăn hoặc là nguyên liệu chế biến, sản xuất thực phẩm, đồ uống như là dầu ô liu, phô mát, đường. Trong đó có cả tiệm bánh Aiello Brothers nổi tiếng hay là công ty bánh mì Aiello & Co. Bakery. Được một thời gian ở Chicago, thì Joe Aiello bắt đầu quen thân với một số đồng hương Sicily đã làm ăn đủ lâu ở đây. Trong số đó có Antonio Lombardo, khi này đã là một nhân vật trong đường dây của Chicago Outfit. Từ những lần làm ăn qua lại, Al cho Joe và Antonio vay $100,000 để mở một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu đường, format mang tên là Antonio Lombardo & Co. Rồi kể từ khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực, Joe Aiello đã dựa vào doanh nghiệp với Antonio cùng với hệ thống doanh nghiệp của gia đình Aiello đã có những bước đầu tiếp xúc với thế giới ngầm tại Chicago, chuyên bán đường nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất đồ uống có cồn bất hợp pháp. Nhưng có lẽ khi đó Joe Aiello chưa biết được mối quan hệ giữa Al Capone và Antonio Lombardo. Do đó, thay vì thông qua Antonio, Joe đã tự thân vận động, kết thân và rồi trở thành một đối tác quan trọng nhất của băng đảng những anh em nhà Genna. Thế nhưng thời thế thế thời, sau cái vụ chạm trán với Northside Gang của Dan O'Bannon và vụ trừ khử Dan, trật tự của Chicago được phân chia lại, thì đó cũng là lúc băng đảng những anh em nhà Genna mất đi vị thế của mình trong Chicago Outfit nói riêng và cả giới xã hội đen Chicago nói chung.
Khi này thì Joe Aiello tin rằng với những vụ làm ăn của mình với nhà Genna, kể cả khi băng nhóm này có thất thủ, hắn ta vẫn sẽ là một vị trí nhất định trong thế giới ngầm Chicago bằng cách tiếp quản mọi thứ của nhà Genna. Thế nhưng, Joe đã không được quá tội nguyện với ước vọng này. Tiếp theo, với sự kiện Antonio Lombardo lên chức chủ tịch Guinea One Sicilian chi nhánh Chicago vào tháng 11 năm 1925, cùng với đó là sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài cộng đồng Sicily nhập cư Mỹ và tổ chức, Joe Aiello đã cắt đứt mọi mối quan hệ từ cá nhân cho tới kinh doanh với Antonio Lombardo, chính thức thích mối thù với Al Capone lên ngực mình. Trình diễn. Từ những gì mà Johnny Torrio để lại cho người kế nhiệm của mình là Al Capone, cùng với những thứ ung nhọt, tội ác mà Al tự mình gây dựng, nuôi dưỡng, ví thử như Joe Aiello để xứng đáng với vị thế mới và cũng để khuếch trương thành thế, Al Capone đã chuyển hẳn trụ sở của Chicago Outfit từ The Four Deuces về khách sạn Metropole, đồng thời thuê hẳn một khu nhà xa hoa, tráng lệ và sang trọng dài hạn với giá là $1,500 thời đó mỗi ngày. Khi đã có đủ miếng trong tay, cộng thêm với lời tư vấn đến từ một chủ tờ báo địa phương vốn là chỗ thân tình với Al, hắn ta biết rằng thứ mà mình muốn và sẽ chinh phục tiếp theo là làm sao để có được tiếng. Và thế là bắt đầu từ đây, Al Capone chính thức chia đôi bản thân, một nửa trong tối còn một nửa trong sáng, bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội công khai, có mặt tại các buổi lễ hội, sự kiện, từ thiện, các buổi biểu diễn nghệ thuật long trọng, dạ hội quý tộc. Đồng thời hắn cũng tỏ ra thân thiện, hào phóng, thành đạt, luôn giúp đỡ người nghèo và là một cá nhân có quan điểm, có tiếng nói trước công luận xã hội. Tất cả cộng hưởng lại khiến cho người ta biết đến cái tên Al Capone như một tượng đài, một hình mẫu vô cùng đáng kính. Sau khi đạt được mong muốn có tiếng của mình, thì lúc này bước đi tiếp theo mới lộ rõ thêm thâm tâm của Al. Đó là hắn muốn mình phải có tầm ảnh hưởng về chính trị. Cũng bắt đầu từ đây, Al mới thường xuyên có mặt ở các cuộc họp của hội đồng thành phố, sử dụng mọi cách, đặc biệt là cách tranh bẩn hay là thượng càng chân hạ càng tay, để hắn luôn hoàn thành và chứng minh bản thân là luôn trong tư thế sẵn sàng thực thi bất cứ công việc nào mà cộng đồng mong muốn, cũng không hề có bất cứ thứ gì gọi là trở ngại đối với Al Capone. Như thể là một sự nâng cấp, kế thừa và phát huy những giá trị mà Johnny Torrio đã ấp ủ và xây dựng, thì giờ đây Al Capone trở thành một tên trùm tội phạm, luôn làm những điều mà mọi tên trùm khác đều muốn lẩn tránh, đó là khoác lên mình những bộ vest sang trọng, lịch lãm, phong cách trầm tĩnh, có cái đầu lạnh, luôn nhiệt thành với cộng đồng và cực kỳ hăng hái xuất hiện trước công chúng. Dần dần, Al đã đạt được những bước tiến quan trọng trong nấc thang tìm kiếm sự ảnh hưởng chính trị, hắn từng bước được công nhận. Đó là mặt ngoài sáng, còn về mặt trong tối, Al Capone không hề buông bỏ hay ngơi tay, nghỉ mắt bất cứ lúc nào. Trong thời gian này, đường dây nhập rượu về Chicago của Al gặp phải khó khăn. Móc nối với Frankie, hắn ta biết được rằng Frankie nhập whisky lậu từ Canada về New York dễ hơn đường dây của Al ở Chicago. Thế nhưng Frankie lại đang gặp rắc rối về mặt địa bàn. Có một kẻ gây hấn và chiếm lĩnh được một phần Brooklyn của hắn. Và thế là vào tháng 12 năm 1925, Al Capone đã quyết định làm một chuyến đến New York, cũng như tính toán nhân cơ hội này một mũi tên trúng bà đích. Thứ nhất, đó là nền y tế ở New York khi đó có phần tốt hơn so với Chicago, do đó Al muốn mang cậu con trai Stoney Capone đến đó chữa bệnh giang mai. Điều thứ hai là chính thức đặt vấn đề với Frankie Yale để cho hắn gia nhập vào đường dây từ Canada về, thầu lượng lớn nhập vào New York mang về Chicago. Và điều thứ ba quan trọng không kém, đó là thị phạm và khuếch trương thanh thế của hắn với thế giới ngầm New York, một phần cũng giúp cho hắn dễ bề làm ăn hơn trong tương lai. Và rồi, cơ hội của Al đã tới. Sau khi chốt phương án làm ăn, Frankie Yale mới đưa toàn bộ thông tin về đối thủ của hắn cho Al nghiên cứu trước khi lên kế hoạch thanh toán. Đó là Richard Joseph Peckleg Lonergan, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1900, là thủ lĩnh kế nhiệm của White Hand Gang vào năm 1923 sau khi Bill Lovett bị hạ sát. Kể từ đó, Richard đứng lên gây chiến với băng đảng của Frankie Yale. Sau 2 năm không ngừng tấn công, hắn ta đã chiếm được khu vực bờ sông New York, chốt toàn bộ quyền hành sau đen của Frankie ở khu vực này. Và cũng chính về lại đó, một mặt Frankie muốn giành lại địa bàn, xóa sổ Richard cùng với White Hand Gang, còn mặt khác, để thiết lập đường dây nhập hàng từ Canada về Chicago lấy New York làm điểm trung chuyển thì cần phải loại bỏ băng đảng này. Với cái đầu tính quái, Al Capone đã theo dõi Richard cùng với tâm phúc của hắn, nắm được các địa điểm mà những tên này thường xuyên lùi tới, đồng thời lựa chọn ra thời điểm để hành động là lúc mà mọi tên sau đen đều lơ là và không hề nghĩ tới, đặc biệt là những người gốc Ireland như Richard, đó chính là dịp lễ Giáng sinh. Vào đêm ngày 25 tháng 12 năm 1925, Richard cùng với 5 tên tâm phúc của hắn có mặt tại một trong những địa điểm quen thuộc của White Hand Gang,
đó là hộp đêm Adonis Social Club. Nắm được thói quen của những tên này là thường xuyên gây hấn với người khác, bất kể là ai, mỗi khi mà chúng có men rượu. Al Capone và Frankie Gill đã bí mật sắp xếp những tay thiện xạ của mình đội lốt ban nhạc chơi tại Adonis Social Club vào tối ngày hôm đó. Và rồi, mọi chuyện đúng như dự tính. Chỉ chờ cho đến khi Richard lên tiếng nhục mạ, chửi rủa và cà khịa những người xung quanh, tất cả bóng đèn trong hộp đêm lúc đó vụt tắt và theo liền sau đó là hàng loạt ánh lửa tóe lên, những làn kẹo đồng thi nhau xối xả trong quán. Chỉ thoáng chốc sau đó, cả bà nhà bốc hơi không một vết tích, trong khi Richard cùng với năm tên tâm phúc thì vĩnh viễn ra đi. Thật không may cho Al Capone, còn một tên của White Hand Gang được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đồng thời, cảnh sát New York cũng nhanh chóng xích được 7 tên được cho là có liên quan tới vụ xả hàng nóng xảy ra tại Adonis Social Club. Thế nhưng trong cái rủi có cái may, tên được cứu nói là không liên quan, còn tất cả những người có mặt ở hộp đêm thì như thể bị mất trí nhớ vậy. Và đó cũng là lúc cả 7 tên tình nghi đều được tại ngoại với số tiền bảo lãnh cho mỗi tên từ 5 đến 10.000 đô la Mỹ. Phè phẫn. Kết lại, Al Capone đã làm được điều mà hắn mong muốn, dành lại địa bàn cho Frankie Gill, đưa vụ án rơi vào bế tắc dẫn đến đình chỉ điều tra, rồi thị phạm cho xã hội đen ở New York biết được hắn ta là ai và xây dựng được đường dây nhập khẩu hàng từ Canada về Chicago êm đẹp. Cũng nhờ có chuyến đi New York này, nên khi quay trở lại Chicago vào đầu năm 1926, Al Capone đã trở thành một ông vua của thế giới đồ uống có cồn lậu, chính thức mở ra kỷ nguyên rượu lậu hoàn chỉnh trong giới tội phạm Mỹ, lôi kéo mọi thanh thiếu niên không thích học, muốn có tiền và phiêu lưu cùng ước mơ sống kiếp giang hồ trở thành đầu nọng cho hắn. Không những xưng hùng xưng bá trong thế giới ngầm với mức độ ngày càng gia tăng, như là việc cho nổ tung tất cả những băng đảng cơ sở từ chối hợp tác hoặc là ra mặt chống đối với số người thương vong lên tới con số hàng trăm, hay kiếm tiền phi pháp tới hàng triệu đô la Mỹ, cũng như đánh bóng tên tuổi và tạo ra lớp vỏ bọc tốt đẹp, với Al Capone vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn vẫn luôn ấp ủ và cực kỳ tâm đắc với hai khát vọng kinh doanh phục vụ đam mê của mình, đó là âm nhạc và boxing. Dần dà, hắn ta trở thành bạn của nhà vô địch quyền Anh thế giới từ năm 1919 đến năm 1926 ở hạng nặng là William Harrison Jack Dempsey, biệt danh là Kid Blackie. Nhờ vào biểu tượng văn hóa của Jack Dempsey, những năm 1920, Al và Jack đã thu lợi với cho bản thân mình từ hàng loạt các trận đấu giản xếp, thế nhưng đánh đổi lại là mối quan hệ của cả hai phải được giấu cho bóng tối. Bên cạnh niềm đam mê về boxing, Al còn đam mê về âm nhạc, đặc biệt là nhạc jazz. Al Capone cho mở ra quán nhạc mang tên là câu lạc bộ Colin tại Cicero và rồi trở thành một ông bầu về sản xuất âm nhạc. Hắn ta tìm kiếm và đào tạo, biến những con người có tài năng trở thành ngôi sao âm nhạc, bất kể họ là người da đen hay da trắng. Và đây là điểm khá khác biệt của Al Capone so với những ông trùm tội phạm khác vào thời đó. Hắn ta không bao giờ phân biệt chủng tộc, luôn luôn thể hiện sự hào phóng của mình với từng người làm việc cho hắn, dù đó là da đen hay da trắng. Và những điều này đã giúp cho Al được cả giới nghệ sĩ, ca sĩ hay giới mộ điệu nhạc rất quý mến và kính trọng. Để có được sự trung thành của những người làm việc cho mình, Al Capone không bao giờ gây áp bức hay là nổi giận, bụp hự, trừng phạt họ. Bí quyết của Al ở đây là hắn luôn luôn cố gắng khơi dậy niềm đam mê. Với hắn thì sự trung thành của đàn em là một điều tối quan trọng, cốt yếu nhất trong việc duy trì sự trị vì của mình. Và Al thì luôn thích nghe lời tuyên bố của mọi người rằng hắn ta là bạn của họ, vì như thế có nghĩa là mọi người nói câu đó không coi thường những việc làm và tiếng tăm nhơ nhớp của Al Capone. Sai lầm. Mặc dù bước lên đỉnh cao của một tên tội phạm được cả giới sau đen ở Mỹ nói chung phải e sợ, thế nhưng Al Capone luôn luôn không thiếu đi kẻ địch, hoặc cũng chẳng bao giờ là đủ những kẻ mà họ muốn loại bỏ trên hành trình phạm tội của hắn. Thế nhưng Al Capone, dù là tinh quái đến đâu hay giỏi giang đến mức có thể là bậc thầy cho những nhà tư bản ở phố Wall về kinh doanh tại nước Mỹ, thì cũng không bao giờ có thể biết trước được tương lai hay lường hết được mọi hậu họa của những thói độc ác của mình. Có nghĩa rằng bước đi tiếp theo của Al Capone cũng chính là điểm khởi đầu cho sự kết thúc của hắn. Khoảng thời gian sau khi trở về từ New York, một trong những thủ lĩnh của các băng đảng dưới quyền lại có xảy ra mâu thuẫn với Al, và đó là William Condy O'Donnell, xếp phó của băng West Side Gang. William là con thứ trong một gia đình đông con gốc Ireland ở vùng ngoại ô Chicago Western thuộc Cicero, đã cùng với anh cả và em út của hắn là Miles O'Donnell và Bernard O'Donnell thành lập The West Side Gang. Sau đó khi mà Chicago Outfit được thành lập và đứng lên thống nhất xã hội đen Chicago, thì băng đảng này là một trong những nhóm đầu tiên đã bắt tay liên minh kề vai sát cánh cùng với Charney và Al Capone trong các hoạt động tội phạm.
Thế nhưng vấn đề đối với cả ba anh em nhà O'Donnell, đó là người anh cả Miles, vốn là bạn thân nối khố từ tấm bé với công tố viên nổi tiếng khắp nước Mỹ William Maswigan, người đã từng cố gắng hết sức có thể để đưa bằng được Al Capone vào sau song sắt ở Cicero hồi năm 1924, nhân vụ Al thanh toán Joe, trả thù cho tâm phục chạy của dịch của hắn. Vì có mâu thuẫn với William Klondike O'Donnell, một kẻ chỉ đứng thứ hai trong một băng dưới trướng, trong khi vị thế của Al Capone lại đang lên như diều gặp gió với đường dây nhập hàng từ Canada về thông qua Frankie. Hơn hết, lại thi thoảng cay cú Max Wiggin, đặc biệt là khi ông công tố viên này có quan hệ với anh em nhà O'Donnell, Al Capone đã lên kế hoạch trừ khử. Vào tối ngày 27 tháng 4 năm 1926, bất chấp lệnh cấm của chính quyền Mỹ và tư cách là một công tố viên, Max Wiggin vẫn đi gặp và nhậu cùng với Tom Duffy và một tay Marco có tên là James Doherty, vốn cũng là những người bạn từ thuở nhỏ với Max Wiggin và Miles O'Donnell. Vào buổi tối hôm đó, khi đang trên đường đi, bất ngờ xe của James gặp phải sự cố. Thế là ba người này liền nhảy lên xe của William Klondike để quá giang. Sau đó, cả bốn người tụ tập tại quán rượu Pony Inn ở Cicero mà không hề hay biết rằng ở phía bên kia đường đối diện với cửa quán có một chiếc xe đã đậu ở đó từ bao giờ, im lìm quan sát. Chỉ đợi cho đến khi cả bốn bước ra ngoài, những khẩu tiểu liên rền vang trong một góc phố. Và sau khi tiếng ầm ĩ kết thúc, thì người ta chỉ còn tìm thấy Max Wiggin và Doherty nằm vật ra trên vỉa hè với những lỗ thủng trên người. Ngay lập tức, Al Capone cùng với Chicago Outfit được réo tên. Đám đông công chúng hết sức bàng hoàng và phẫn nộ vô cùng, cũng như lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình khi mà xã hội đen lộng hành đến như vậy. Tuy nhiên thì cảnh sát Chicago lại không thể nào tìm ra được chứng cứ hay thủ phạm đã gây ra vụ xả hàng đặc biệt nghiêm trọng này. Liên tiếp là hàng loạt các tin báo được giật, trong khi Al Capone thì nhanh chân chuồn đến Michigan đánh nạn. 3 tháng trôi qua, đám đông cũng trùng xuống. Họ nhìn nhận lại vấn đề. Tại sao họ lại có thể réo tên và chửi rủa, chỉ trích Al Capone trong vai là một ông trùm tội phạm mà lại quên đi mất một Al Capone trong vai một nhà tài trợ đầy hào phóng của cộng đồng người Ý nhập cư, một người chuyên làm phúc giúp đời cơ chứ? Về phần Al Capone, biết rằng không thể lẩn trốn mãi, thế nên cuối cùng hắn ta đã dựng lên một bản kế hoạch khá táo bạo và đầy nguy hiểm. Đó là quyết định ra đầu thú với cảnh sát Chicago. Và rồi hắn sẽ từ từ tìm cách bác bỏ lời cáo buộc về sự dính líu cho các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Và hắn sẽ dùng một số tiền khổng lồ tích cóp được để mua chuộc, dụ dỗ những người nhân viên của bộ máy pháp lý nhằm mục đích cuối cùng là trở thành người hùng của cộng đồng người Ý nhập cư. Theo đó, vào ngày 28 tháng 7 năm 1926, Al Capone quyết định ra đầu thú về sự ra đi của luật sư Max Wiggin. Thế nhưng, nhờ vào những áp lực được tạo ra của nhiều cộng đồng dân cư vốn là những người đã yêu mến và biết ơn Al, cộng thêm sự chạy trọt lo lót của Al dành cho các quan chức trong lực lượng cảnh sát, tòa án và cơ quan công tố, thế nên cho dù là đứng ra tự thú, nhưng Al Capone lại tránh được vòng tù tội. Vừa mới thoát được một kiếp nạn, Al lại tiếp tục thể hiện sự thiện chí của mình khi cố gắng xây dựng mối quan hệ với Hemingway để thể hiện sự nhún nhường của mình. Al hứa sẽ dành tặng cho Hemi những địa bàn béo bở, thế nhưng Hemingway lại thẳng thừng từ chối và cũng không thèm nhìn Al Capone đến nửa ánh mắt. Chính điều này lại làm cho Al tiếp tục mắc sai lầm. Dường như vụ án của luật sư Max Wiggin không đủ sức để hàn vào não của ông trùm những bài học thích đáng rút ra. Thế nên vào ngày 11 tháng 10 năm 1926, Hemingway trở thành nạn nhân của một vụ xả hàng nóng ngay trước cửa của trụ sở Northside Gang, cũng chính là cửa hàng hoa của Dean O'Bannon mang tên Scofield Flowers, đối diện với nhà thờ Holy Name. Sau vụ thanh toán Hemingway, dư luận Chicago lại tiếp tục dậy sóng. Họ giờ đây đã quá chán ngán với các vụ bạo lực của các băng đảng xã hội đen. Cộng thêm với đó là sự can thiệp chĩa mũi vào của báo chí, nỗi bất bình trong quần chúng nhân dân ngày một tăng cao, chính thức mở ra chặng cuối của cuộc đời Al Capone. Điều gì sẽ tiếp tục diễn ra tại Chicago? Liệu rằng ánh sáng công lý đã đến lúc soi rọi, xua tan đi mây đen tệ nạn đang che phủ bầu trời? Al sẽ chống đỡ và leo lái nghiệp đoàn tội phạm của hắn như thế nào? Làm sao để đưa được tên trùm tội phạm này ra trước pháp luật? Đâu sẽ là điểm yếu chí mạng gót chân asin của Al Capone? Bản án nào đang chờ đợi hắn và cái kết nào cho Al Capone? Đón xem phần 4 tại Độc Thám TV. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ.
Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, VN Express, The Mall Museum, Find a Grave, Biography, Chicago Tribune, Bergreen, New York City, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt, cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.